trên đường đời con đi, niềm vui hạnh phúc con kiếm tìm qua dòng đời gian nan, nhiều khi vấp ngã thân ê chề. Lạy Chúa, con nhìn lên thánh xa năm nào, ước mong sao con được chạm vào Chúa để con mãi yêu Chúa, dẫu đức tin nhạt phai. Quay ngược dòng thời gian, ngày xưa khi Chúa con xuống trần, nơi miền Giu-đê xưa toàn dân nghe Chúa loan tin mừng. Ngày đó khi nhìn dân chúng bước theo Ngài, Chúa đã hỏi ai chạm vào ta đó. Chúa ơi, con chạm vào Ngài, Ngài có biết không? Ai chạm vào ta, ai chạm yêu thương, đức tin mãnh liệt. Nào con yêu hãy đến với ta, ai chạm vào ta, ai chạm yêu thương, đức tin vững vàng là con đây, xin hãy cứu trên đường đời con đi, niềm vui hạnh phúc con kiếm tìm qua dòng đời gian nan, nhiều khi vấp ngã thân ê chề. Lạy Chúa, con nhìn lên thánh xa năm nào, ước mong sao con được chạm vào Chúa để con mãi yêu Chúa, đức tin nhạt phai. Quay ngược dòng thời gian, ngày xưa khi Chúa con xuống trần, nơi miền Giu-đê xưa toàn dân nghe Chúa loan tin mừng. Ngày đó khi nhìn dân chúng bước theo Ngài, Chúa đã hỏi ai chạm vào ta đó. Chúa ơi, con chạm vào Ngài, Ngài có biết không? Ai chạm vào ta, ai chạm yêu thương, đức tin mãnh liệt. Nào con yêu hãy đến với ta, ai chạm vào ta, ai chạm yêu thương, đức tin vững vàng là con đây, xin hãy cứu con. Ai chạm vào ta, ai chạm yêu thương, đức tin vững vàng là con đây, xin hãy cứu con. Chúa, tin tưởng phó thác, vì điều gì là không thể nhưng sẽ có thể với Chúa Trời. Chuyện ngày nay có một người tội lỗi vì kiêu hãnh quá lâu, niềm tin đánh mất khi cuộc đời đến tối, nước mắt tuôn rơi. Rồi một ngày kia khi bình minh hè sáng, nhìn thấy Chúa đi qua chạy. Chạm vào áo Ngài, xin cho con luôn cậy chân Chúa, tin tưởng phó thác, vì điều gì là không thể nhưng sẽ có thể với Chúa. Chuyện ngày xưa có một người phụ nữ bị băng huyết đã lâu, niềm tin sắt đá nên bà luôn kiên vững phó thác tin yêu. Rồi một ngày kia khi chiều về trên phố, nhìn thấy Chúa đi qua, mọi người chen lấn nhưng vì lòng yêu mến, chạm vào áo Ngài, xin cho con luôn cậy trông Chúa, tin tưởng phó thác, vì điều gì là không thể nhưng sẽ có thể.